Con chúc hai bà. Con chúc hai bà. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Thế bố Mạnh đi đâu rồi? Campuchia. Đi Campuchia? Không. Mạnh cũng biết là bố đi Campuchia à? Không. Cháu thương chú ở rồi. Mình xứ ngoài đồng xa. Cháu thương chú ở rồi. Cháu rồi sau biết chơi. Thế tối nay là Mạnh ăn cơm với gì nào? Dâu. Cơm với dâu á? Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống nhà của hai ông cháu, và đồng thời thì cháu Lực cũng có mua xuống cho em Mạnh là một thùng sứa Mộc Châu, lại thêm là một gói bánh, cộng thêm là một hộp thùng Coco Mi. Đấy, hôm nay thì khi mà cháu Lực đi xuống với nhà mà hai ông cháu của bác, cháu Lực có nhận được một cái tin mà phải nói là cực kỳ là buồn của bác ạ. Cháu Lực cũng có khoảng thời gian vừa rồi, sau khi mà cháu Lực chia sẻ cái hoàn cảnh của hai ông cháu lên, và hai ông cháu có nói rằng là hiện tại con của ông là bị lừa sang Campuchia đấy cô bác, thì cũng có một số điện thoại điện cho cháu Lực nói rằng là biết tin về bố của Mạnh là hiện tại là vẫn còn đang sống, nhưng mà bị lừa là đi vào một cái công ty ma, và hiện tại thì không thể mà thoát khỏi từ bên Campuchia trở về được cô bác. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có nói chuyện với anh điện thoại cháu Lực cũng khá là lâu cô bác. Bây giờ thì cháu Lực chưa thể là công khai anh ra vội, thì để một thời gian nữa khi mà xem là anh ấy ở bên kia sắp xếp là cái công việc và cái chuyện mà để mà đón bố của bé Mạnh đấy quay trở về ấy, thì xem như thế nào, thì đến lúc đấy cháu Lực sẽ nói lên trên kênh nói cho các bác cùng biết luôn. Đấy, hôm nay thì cháu Lực xuống thì cũng có nói với ông thêm là cái tin này nữa. Bây giờ nếu mà thấy bảo là đón bố Mạnh quay trở về cô bác thì phải tốn một cái khoản tiền mà rất là lớn thì mới đón được cô bác ạ. Và cái số tiền mà hiện tại để đón bố Mạnh về, để đón bố Mạnh trở về từ Campuchia về cô bác, thì cháu Lực cũng không có biết mà để mà phải làm sao nữa. Cháu Lực cũng khi mà cháu Lực biết tin ấy, cháu Lực sẽ đi xuống là đi nói với lại ông sau, và đồng thời thì cũng nói lên trên kênh cho tất cả các bác cùng cháu Lực đóng góp ý kiến để xem là cháu Lực có bị lừa hay là như thế nào không với cô bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video. Để không biết thì hôm nay là đi xuống thì có gặp là hai ông cháu ở nhà không cô bác ạ. Hôm qua thì cháu Lực đi xuống thì không có gặp, thế là thành ra là cháu Lực lại phải quay về. Cái phần quà này hôm nay cháu Lực mua xuống thì sẽ được trích cái tiền quý của hai chị Nguyệt Thúy ra cô bác nhá. Hôm nọ thì hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho Lực là một cái khoản là sẽ dùng để mua đồ đạc cho hai ông cháu. Thì một tí nữa đi xuống thì cháu Lực sẽ nói thêm về cái khoản đấy là mua bao nhiêu nữa cô bác nhá. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lại trích tiền xuống thì mua là 350.000 nữa cô bác, cả thùng sữa. Đấy, có vẻ như là nhìn thấy từ xa là có một cái bóng dáng là hình như là em Mạnh hay sao cô bác ạ. Thấy cháu Lực nói chuyện lên trên này là hình như là lên trên này đón hay sao ấy. Cũng phải là khá là lâu rồi mới gặp lại em Mạnh đấy. Đây, Mạnh có lấy sứa không? Hả?
Ra đây có lấy sứa không? Ra đây. À, đúng là mạnh thật đấy cô bác ạ. Có lấy sứa không? Hả? Có lấy không? Đây, chú cho này. Chú cho mạnh này. Đừng có nằm ở đấy nữa, ra đây. Đừng có nằm ở đây, ra đây. Mạnh đi đâu ấy? Hả? Đi đâu ấy? Đi đâu đấy? Hả? Đứng dậy nào, trả lời chú thế nào. Mạnh đi đâu? Đi đón chú á? Ồ, biết là chú lấy bánh cho à? Có biết không? Ấy mỗi lần đi xuống thì đều có bánh kẹo xuống cho bên Mạnh nhưng cô bác. Thành ra là lần nào xuống thì cũng khi mà nghe tiếng cháu Lực cái là Mạnh là lên trên này luôn. Ông có ở nhà không? Nào nhìn ra đây nào, nhìn ra đây. Mạnh khoanh tay chào các ông các bà đi. Mạnh chào các ông các bà. Hôm nay Mạnh có đi học không? Không. Không đi học á? Sao lại không đi học? Ông có nhà. Ông không ở nhà á? Ông có ở nhà không? Không. Thế ông đi đâu rồi? Ông làm ruộng. Ông làm ruộng á? À, thế là hôm nay là ông không đưa được Mạnh đi học à? Không. Ồ, thế Mạnh không biết một mình đi học à? Không. Không dám đi à? Không. Ôi ôi. Chân tay thì lúng bẩn, lúng lúng đất hết rồi cô bác ạ. À. Thế thì Mạnh bây giờ cầm cái nào đi về ấy? Cầm được cái nào ấy? Hả? À, cầm được cái nào? Sữa. Cầm được sữa, vác được không? Vác được không mà cầm sữa xem nào. Được không? Được. Đi xa quá không được đâu, khá là nặng đấy. Cho Mạnh cầm cái này đi. Này, cầm được không? Cho bé cầm đi trước xem là cầm được không. Nếu mà một tí nó không cầm được thì cháu Lực sẽ cầm sau các bác ạ. Ây, cẩn thận nhá. Ra đây chú cầm cho nào. Đi một mình thôi. Đấy, có vẻ như là thấy bé khá là, thấy Mạnh là khá là khó khăn rồi các bác. Đi cẩn thận Mạnh nhá. Cái đường khá là trơn đấy cô bác ạ, đường đấy. Tại vì là bà con vừa mới làm lại cái phần bờ mới cho nên là vẫn tròn chưa được chắc chắn cho lắm. Ê. Ông đâu rồi? Ông ở nhà á? Ờ. Đi cẩn thận nhá. Đi cẩn thận Mạnh nhá. Đấy, đi là dùng cả chân cả tay để mà làm chân tay rồi. Đây nào. Đang nắm ná. Nắm ná nào mới là nào à? Ừ, là nó mềm đấy. Phải là nắm ná nào mới là mềm à? Có đi được không ấy Mạnh? Hả? Cháu của nhà Mạnh thì được ông là đi lấy về để mà nuôi nuôi để mà lấy phân đấy các bác. Mạnh thì đi hẳn đường trên đường này các bác ơi. Ê, ê, ê. Mạnh thì leo trèo là phải nói là đi cẩn thận nhá. Mày có vẻ như là có trâu thành ra là Mạnh không có dám đi ấy. Nào đi nhanh lên, được chưa? Được chưa? Đây, cho lấy sứa đi về cất này. Đây,
Mày có đói không? Hả? Có đói không? Uống nước ngọt đã. Nào ra đây, chú hỏi. Ra đây. Nước ngọt này là ai mua về? Ông mua về á? Thế con đói không? Đói. Đói à? Muốn uống sữa không? Chú lấy sữa cho uống nhá. Lấy cho mạch một lọ trước thôi nhá. Nhưng mà uống ít thôi nhá. Không được à. Đây. Xin chưa? Rồi đây. Xong là một tí nữa mạnh lấy cái này đi cất vào trong nhà nhá. Còn bánh nữa này, mua cả thêm bánh này thì là một tí nữa cất đi cho ông nhá. Để mai ông cho mạnh đi học nhá. Rơi rồi à? Đây chú bóc cho. Có cho bóc không? Đây nào, trước khi uống sữa là ra đây phải xin bà đó. Đây, ra đây với chú nào. Đấy. Con biết ai mua cho không? Hả? Ai mua cho? Bà nào? Hai bà Nguyệt Thúy nhá. Hai bà Nguyệt Thúy là mua cho Mạnh nhá. Nhưng Mạnh nói xin hai bà đi. Nguyệt Thúy. Con chúc hai bà. Thật nhiều sức khỏe. Rồi, thế bây giờ uống đi. Đói rồi à hả? Thế chưa ăn cơm à? Thế tí lấy sữa này đi vào trong nhà cướp nhá. Xong là mai đem đi học nhá. Ông thì đang ở đâu ấy? Ông làm ruộng à? Thế là một mình khác chơi thôi à? Đấy, ông thì đang đi xuống ấy để làm ruộng. Một mình là Mạnh cũng biết là chơi xung quanh ở trong nhà thôi cô bác ạ. Có đi làm ruộng được không? Không được đâu à? Thế là ở nhà thôi à? Hôm nay nhà Mạnh cấy à? Phải không? Thế có ai hộ Mạnh ấy? Có ai hộ? Có ông á? Có ông nào nữa? Có bố ở Quyết hộ không? Phải à? Thế bố của Mạnh không về làm ruộng à? Thế bố Mạnh đi đâu rồi? Đi Campuchia. Mạnh cũng biết là bố đi Campuchia à? Anh cũng biết là bố của mình đi Campuchia đó các bác. Ông ở tận đâu? Ông ở dưới kia à? Đi xem ông là cày như thế nào đó các bác. Bây giờ thì cất cái này vào cho Mạnh nhá. Đây, cất vào để trong nhà đi. Để sữa đây bác. Cất vào trong nhà đi. Đây. Con đi vào được không? Hả? Đây. Đây. Cất sứa vào trong nhà mày nhá. Vâng, bác ông đi. Có vẻ là chú là say rượu một chút rồi cô bác ạ. Đi qua thì rất là mùi rượu. Không biết là nhà ông thì đã cấy xong hết chưa. Nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là có 3-4 người hộ ông hay sao á. Làm nát áo mày gì? Ồ, ngặt thì nó chiêm tài dễ đóng lên rồi. 2 ngày nữa mới hết à ông? Hôm nay có cả bố của Quyết à? Anh? Có cả bố của Quyết hộ à? Như kiểu, như sao lên mạ nhà ông sao lại vàng hết đấy ông? Hả? À. Sắt quân đây để đi xuống dưới là cùng thử cày một chút nữa cô bác. Vừa rồi cháu mua sữa với lại bánh mì tôm để vào trong nhà ông nhá.
Để mà lúc nào mà Mạnh đi học thì cho Mạnh đi ông nhá. Ôi nó pi của tôi đầm nan rồi. Anh thì không biết cái đây nhỉ. Ôi nó em phát đi lại thôi à. Bực cái vắn đêm nào nào ấy chứ. Mai ông chắc phải là một ngày nữa mới hết nhỉ ông nhỉ. Thế hôm nọ là ông đi lấy công được à? Nếu một mình thì không biết được đâu, chắc không rồi. Nếu mà không có các cô với lại các anh gia hộ thì chắc là ông phải độ tầm là một tuần để mới trồng hết cái ruộng nhà mình đấy. Hôm nay là Mạnh không đi học à ông? Thế là sáng nay là cấy từ sớm rồi ông? Sớm là ông nhổ mạ à? Đây, cái này cho ông một túi để nói chuyện cho nó dễ. Ồ, như cái mạ này thì có vẻ như là khá là vàng rồi cô bác ạ. Vàng. Cái này là không phải là mạ của nhà ông à? Vâng. Này sợ mà trồng xuống thì liệu mai sau này có được thóc không ông? Để biết được đâu. Cái gạo này gọi là gạo gì ông? Không gọi nó như tẩu đấm đấy. Không nhịp á? Như tẩu đấm à? Như tẩu đấm. Tẩu non chứ ạ. Hôm nay khát tủ cá chê. Tối nay là ông mổ con gì đấy? Không có con gì mổ đâu. Chúng ông đi xin về thôi à? Thế không đủ à nhà ông ấy? Đủ thì đủ mà có cái cây cái nhiều lắm. À, thế là mạ nhà ông là có cái cây như kiểu là cỏ dại ấy, có bác? Nó có nhiều quá thành ra là không thể mà lựa được. Là đi xin về. Ôi nhưng mà nó vàng như này liệu sau này có được không ông? Chắc được rồi. Thế bao giờ mà trồng hết thì đi mua phân bón về sau nhau nhá. Từng ngày chợ lấy rồi. Từng ngày chợ à? Vâng, lấy cái thuốc cái gì đấy về. À, lấy thuốc diệt cỏ à? Diệt cỏ đấy. Ồ. Nhiều nó cho cỏ không lên, mình không. Mình là không làm được đâu, nhiều nó thế đâu nhỉ? Vâng. Đấy, cũng phải nói là lấy cỏ nó. À, vì sao thì cái phần lúa ở nhà ông ấy thì mới được thóc ít cô bác. Thì là trồng thì cháu được nhìn thấy là những cái cây... cái mạ này rất là kém rồi, hầu như là vàng hết rồi. Và trong khi đó thì khi mà trồng xuống ấy còn không có cái phân lân phân đạm ấy để mà bón vào, thành ra là nó không có được tốt cho lắm. Ông chỉ toàn tận dụng lại những cái phân chuồng thôi. Mạnh là chỉ ở nhà thôi à? Vâng, sáng nay Ông mà không đưa Mạnh đi học à? Đi được sáng nay rồi mà sớm. Các cháu về hù. Vâng. May là có các chú ở trên này là còn là gia hộ đấy, chứ không là để mà một mình ông thì chắc phải một tuần của bác ạ. Một tuần thì mới cấy được xong hết cái phần là ruộng nhà ông. Gà để mà nấu cơm mà ông. Vâng. Các cháu về hủ ấy. Vâng. Cả ngày đau lưng lắm nhỉ. Vâng. Gà nhà ông này làm sao? Ôi, cái này là măng hả ông? Vâng. Cái này đào đâu về không? Qua đi xin ạ. Bỏ về. Mày uống hết sớ chưa?
Hả? Cái này có phải mạnh đi lấy về không? Không phải à? Ai đi lấy về? Ai lấy về? Cô nó lấy về. Ông nào lấy về cho hả? Hả ông à? Cái này. Uống đi bao nhiêu lọ sứa rồi? Hả? Ông cất sứa với lại mì tôm cho ông Mạnh nhá. Để buổi sáng thì ông với Mạnh ăn sáng xong rồi đi học. Vừa rồi uống được bao nhiêu lọ ấy? Một lọ thôi đúng không? Buổi sáng là đem buổi sáng là khi đi học để uống một lọ nhá. Xong rồi chiều về là uống một lọ nhá. Không được uống nhiều nhá. Uống nhiều quá lần sau chú không mua xuống đấy. À, vì sao Tuấn Lực nói điều này thì là sợ rằng là bé cứ uống sữa, Mạnh cứ uống sữa là không có ăn cơm các bác. Hôm nọ thì lần đầu tiên mà cháu được đem sữa xuống cho Mạnh thì một lúc là uống hết là 3 đến 4 lọ luôn. Tại vì là lần đầu không được uống sữa nhiều mà các bác, thì càng uống càng ngọt thì càng thấy uống. Vì làm sao ấy? Ốm à? Mạnh có muốn lần sau chú xuống đi mua bánh cho Mạnh không? Muốn à? Nhưng mà phải ngoan nhá, nhớ chưa? Không ngoan là lần sau chú không mua cho đâu ấy. Mạnh thì là một cái cậu bé mà cực kỳ mà đáng yêu của bác ạ. Có đi ở với chú không? Thế ở với ai? Ở với ông thôi á. Tay gạ đi thì cũng không có đi đấy cô bác. Lần sau thì cháu Đức sẽ thử em ấy sẽ như thế nào. Đây, vừa rồi thì vừa mới đi vào trong ruộng về thì còn chưa có kịp và sắn quần xuống, rất là mong các bác sẽ thông cảm các bác nhé. Chứ một tí các bác lại nói rằng là cháu Đức không biết ý tứ một chút nào. Mạnh biết hát bài gì nữa ở trong lớp ấy? Mạnh thử hát tặng cho các ông các bà một bài hát xem nào. Hát bài gì? Bà ơi bà biết hát không? Thế hát bài gì? Hả? Phải mồi mồi một chút cô bác, chắc là đến lớp thì cô giáo là dạy rồi. Mạnh thử hát tặng cho con các bà một bài hát xem nào. Cháu thương chú ở trời, anh sư ngoài đồng xa. Cháu thương chú ở trời, cháu rồi sau biết chơi. Bài hát ngắn thế thôi à? Bài hát phải hát dài dài chứ. Mạnh thử hát bài khác xem nào. Ngoài cái bài đấy xong có bài khác nữa không? Chú bắt nhịp cho nào. 1 2 3. Chú bắt nhịp lại nhá. 1 2 3. Có vẻ như là hơi ngại một chút rồi cô bác ạ. Ấy ơi, nào nào đừng đừng có móc thế. Nào đừng có móc thế. Phải lấy cái rẻ lâu chứ nhá. Áo này thì có vẻ như là vừa uống sữa cô bác này chật hết rồi. Nào bây giờ thì mình sẽ hát lại xem nào. Hát bài chú. Hát bài gì nào? Nào đừng có, chú đang nói chuyện đừng có nghịch rơm chứ. Tí chú không cho ăn kẹo bây giờ. Ông thì đi đâu rồi? Ông ở đâu rồi? Ở kia. Ở kia à? Mày có yêu ông không? Yêu à? Phải nói là ông của Mạnh là một người mà hy sinh cho Mạnh rất là nhiều các bác ạ. Hôm nay thì nhà Mạnh là cái cũng được là các chú ra, các chú với lại các cô ra hộ ấy, cho nên là ông bảo là bắt ra một con gà để mà mổ ăn cùng các cô. Thế mặc dù là cũng không có điều kiện đấy, nhưng mà khi mà các bác hàng xóm ra giúp đỡ thì mình vẫn phải có một chút thành ý thì lần sau thì người ta mới ra giúp cô bác ạ. Thế không phải là các bác các cô ra giúp thì vì cái miếng cơm hay là vì cái miếng thịt cả. Thế tối nay là Mạnh ăn cơm với gì nào? Dâu. Cơm với dâu á? Đấy. Có vẻ như là những cái bữa cơm của em Mạnh là chỉ ăn cơm với lại dâu thôi. Cho nên là em ấy không có, cho nên là bé không có biết rằng là tối nay ăn cơm với cái gì nữa. Chỉ gọi ăn cơm với dâu nào, chú xem nó có cháy không? Không biết là gọi đâu, gọi dầu gọi gì mà thơm thơm đấy. Ai tắm cho Mạnh ấy? Nào xem im nào, chú xem có cháy không, đi trường ấy.
Tại vì đi trường đi lớp là có rất là nhiều cháy cô bác ạ. Nào im nhá Mạnh nhá, im nhá chú xem nào. Hay là Mạnh đi ở cùng chú không? Thế Mạnh ở cùng ai? Ở cùng ông thôi á. Thế Mạnh có biết mẹ mình là ai không? Không biết à? Rất là tội của bác ạ. Mạnh có cặp đi học không? Có cặp để bạch sứa đi học không? Không có á? Thế Mạnh có đéo muốn muốn là mua cặp đi học không? Có muốn có cặp để đi học không? Thế lần sau xuống chú mua cặp cho Mạnh nhá. Một cặp đẹp nhá. Mạnh thích cặp gì nào? Nói cho chú nghe xem nào. Cặp siêu nhân á. Không biết cặp siêu nhân đấy cô bác. Trong một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ mà hẹp luôn cô bác. Ở kia cái gì sáng đấy hả? Ai bật đèn đấy? À. Cái bóng đèn của cái pin sạc dự phòng cô bác. Đi xuống đi xem ông nó xem đi xem ông mổ gà đi. Hả? À, đi xem không? Chỗ đây cũng trèo được à Mạnh? Leo trèo rất là giỏi này cô bác. Không xuống. Không trèo. Đi xem ông nấu cơm ở đâu, đi xem nào. Ông mổ gà ở đâu? Vậy ở dưới kia thì có một chú là đang hổ ông để mà mổ gà là chuẩn bị nấu cơm cô bác, nấu cơm bữa tối nay. Mạnh đi lấy cái gì đấy? Lấy dao á? Lấy dao cho ông à? Dao đâu? Dao ở đâu? Dao ở đâu? Đấy, lấy dao đâu? Đấy, ở dưới kia là ông nói bảo lấy đi lấy dao thì là cũng đã biết. Ông bảo lấy dao nhỏ mà, hỏi ông có phải dao to không? Có phải dao đấy không? Đấy, một cậu bé... mấy con 5 tuổi các bác chạy lon ton. Đấy, ông nuôi nấng đến ông nuôi đến lớn thời điểm hiện tại thì mới giúp được ông một chút. Rất là tinh nghịch các bác. Hỏi là bố đâu rồi thì cũng biết trả lời là bố đi Campuchia. Còn hỏi mẹ đâu rồi thì cũng không biết, cũng biết là mẹ không ở với nữa. Hạnh đi lấy cái gì đấy hả? Lấy dao á? Thế đi lấy dao về đi. Lấy dao về cho ông đi. Mày đang đi vào trong nhà để tìm dao. Sao cái gì sáng đấy hả mày? Cái gì sáng đấy? Hả? Lấy cho chú xem nào, tắt nó đi. Cục sạc dự phòng của nọ bà cháu được mua xuống để cho ông ấy cô bác. À, nó vừa có đèn pin nữa, thành ra là để mà Mạnh soi nữa. Để tối nay là có 4-5 người là ăn cơm trong một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ như vậy thôi. Thì cháu được cũng xuống với lại ông một lúc và nói cái tin này cho ông thôi. Tin vừa rồi tin gì thì vừa rồi cháu Đức cũng đã chia sẻ cái đầu video rồi cô bác ạ. Thấy chưa Mạnh hả? Thấy chưa? Ở đâu đấy hả Mạnh? Có nhìn thấy không? Đấy, cái bóng đèn năng lượng mặt trời này thì một tí nữa mới sáng. Ôi điện thoại ông để đây à? Cất điện thoại cho ông đi, cất điện thoại ở đây nhá. Điện thoại ông ở đâu? Cất ở đây à? Cất ở đây à? Phải không? Đâu? Dao đâu? Thấy dao chưa? Chưa thấy á? Hay là không ở đây nữa? Có ở đây đâu? Chắc không ở đây đâu. Đấy, đi ra ngoài đi. Có thấy không? Không thấy đâu.
Được, không thấy dao đâu. Đã đi xuống xem là tối nay là ông mổ mấy con gà để mà ăn cơm đấy. Hôm nay ông mổ mấy con gà đấy ông? Hôm nay mổ mấy con gà đấy? Ôi hai con bé tí thôi. Ôi chỗ này hai con này thì chắc độ tầm chưa đến một cân của bác hả? Bé tí thôi. Em cháu làm chứ mà. Vâng. Thế gọi là ở nhà có gì thì ăn cái nấy thôi nhỉ? Hôm nay thì cháu được xuống thì không biết là nhà ông cấy đấy, nhưng mà biết nhà ông cấy thì mua cho ông thêm là một chút cả móng nữa. Mai nữa đúng không? Thế này để mai cháu xuống thì mua cho ông thêm mà ít cả móng nhá. Ít cả móng để ăn đỡ ông đỡ phải mổ gà cho mình. Cái đấy để cháu mua cho, đấy để cháu mua cho ông. Đấy. Hàng xóm ra hộ thì cũng không có gì để ăn, chỉ ăn ông nguyên rau thôi, xong là đến tối thì mới dám đi bắt hai con gà nhỏ nhỏ về để mà mời để mà thịt thôi. Không lấy dao nhỏ đâu, vừa rồi Mạnh tìm mà không lấy dao nhỏ đâu ông ạ. Đấy, lên trên lại xem Mạnh một lúc nữa cháu được xé lại di chuyển là đi về các bác. Có vẻ như là nhìn thấy chuồng ở nhà ông thì cũng có thêm là một con lợn nữa các bác ạ, một con lợn là nhỏ nhỏ nữa. Thì ông thì cũng rất là chăm chỉ, hầu như là ông gà có này, lợn có này. Đấy. Ôi ôi cao đi, tí cũng sợ ngã hả? Không sợ à? Ôi cẩn thận, có vẻ như là cái chỗ hố bên kia là Mạnh chơi sao ấy, kia có phải là Mạnh đào không? Phải á? Mạnh đào để làm gì? Đào để chơi á? Thế đào như nào? Dùng cái gì để đào? Xẻng. Hả? Xẻng. Dùng xẻng á? Đồ chơi của bé Mạnh đi cô bác ạ, là dùng cái xẻng cái cuốc này để mà đào đất kia, là những cái món đồ chơi. Thế Mạnh có muốn lấy cái gì để chơi không? Lấy cái gì để chơi? Hả? Muốn lấy cái gì? Muốn lấy con dao để chơi không? Không. Không ạ? Hỏi là lấy dao để chơi không thì là không cô bác. Thế lấy đồ chơi gì? Lấy con gì? Con khủng long á? Phải không? Thế lấy con gì? Khủng lồ. Lấy con khủng lồ của bác ạ. Có lẽ là bây giờ thì cũng khá là tối rồi cô bác ạ. Và hôm nay cháu Lực xuống thì cũng đã nói cho ông rồi. Thì vừa rồi cháu Lực cũng có chia sẻ lên. Thì rất là mong các bác sẽ cùng với cháu Đức để mà đồng hành giúp đỡ được cho hai ông cháu của bác nhé. Còn thức phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Mạnh chào tạm biệt các ông các bà nè. Vâng, chào tạm biệt các ông các bà. Rồi bye bye các ông bà đi.